cho tất cả mọi người. Thì hôm nay là cuối tuần thì Dylan và mình đi mua sắm tại siêu thị của châu Á tại Toronto. Thì siêu thị châu Á có bán rất nhiều đồ ăn của Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Nhưng mà đồ châu Á ở Toronto thì rất là mắc, bởi vì đều phải nhập từ Thái Lan nè, Việt Nam nè, rất là xa nên là rất là mắc. Nên là các bạn thấy như là mình mới xem cái cây tắc mà người ta bán để trồng trưng ở Tết thì 60 đô một cây tắc nhỏ xíu nha các bạn, để mình quay cho các bạn xem nè. Nè mọi người, ở đây nè bán cây tắc để trưng Tết này nha. 60 đô một cái cây nhỏ xíu như vậy nè. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, và ở trong bên trong thì có tất cả các loại trái cây. Và bây giờ mọi người đi mua rất là nhộn nhịp, bởi vì sắp đến Tết rồi, 2 tuần nữa thì cũng là 23 Tết rồi. Nên bắt đầu có những cái đồ trang trí Tết nè, cây cối để trang trí Tết nè các bạn. Còn nhãn nè các bạn, 10 đô nửa ký nè, nhãn của Việt Nam nè. Có bán ổi nữa nè. Wow, có bán vú sữa nữa, vú sữa 10 đô 2 trái. Vú sữa 10 đô 2 trái này đây là mắc chưa? Quá mắc luôn. Có cả ổi xá lị nữa nè, thanh long nè. Đó thì các bạn thấy các mặt hàng trái cây mà từ châu Á thì rất là mắc. Còn chôm chôm nè các bạn, 7 đô nửa ký. Thì 1 đô là 14 đô. Măng cụt cũng 7 đô nửa ký nha các bạn. À. Rồi ở đây thì có thanh long, để mình đi lại mình xem coi thanh long bao nhiêu. Thanh long thì là 8 đô mấy một trái nè nha mọi người. Có trái này to hơn một chút là 10 đô nè, 180.000 Việt Nam một trái. It's so expensive. Nè các bạn, na nè, 10 đô 3 trái nè, mắc kia chưa? Một trái na như vậy là tính ra khoảng 54.000 Việt Nam nè. Còn ngược lại, những mặt hàng mà có thể trồng được ở khu vực Bắc Mỹ như là nho thì rất là rẻ nè các bạn. Chỉ có 3 đô rưỡi một ký thôi. Mình lấy bịch này cho nó tươi. Đó, thì lâu lâu thì tụi mình đi siêu thị châu Á mua đồ như vậy nè các bạn. Nếu mà thèm trái cây của châu Á nè thì sẽ mua. Take some mushroom honey. Quay cho mọi người coi nè, thấy hành ở đây to không nè. Nè trái lựu này to khổng lồ luôn nè các bạn. Thì 4 đô một trái nè. Nhìn hấp dẫn chưa. Xoài thì 4 đô nửa ký. Tại đây cũng có bán rau muống nè các bạn, mà rau muống ở đây rất là mắc nè, 6 đô nửa ký thì khoảng 12 đô một ký. We need 5 minutes honey. Maybe we grab some fish. Và các bạn thấy là Vina cà phê nè, rồi cà phê G7 nè, rồi nước tương, tam thái tử, nước mắm thì là có đầy đủ hết mọi người. Không thiếu một cái gì luôn. Nè, rồi có bán chả quế, chả chiên nè, chả lụa nè, lạp xưởng nè, là có đầy đủ hết luôn nè các bạn. Thì bây giờ mình mua một cái chả chiên để về ăn sáng. Mua thử cái này. Rồi các loại mì gói nè, mì gói mama, mì gói Việt Nam. Cái gì cũng có hết á mọi người. Có phở chay nữa nè. Đó, phở gà, phở bò. Mua bằng thùng luôn nè các bạn. Rồi có gạo, bán gạo, gạo tấm, gạo gì là có đầy đủ hết nè. Và rất là rẻ so với lại giá của Việt Nam. Thì bây giờ cũng là gần Tết rồi nè. Thì người ta có bán các mặt hàng treo, trang trí cho Tết nè các bạn. Năm nay là năm con heo nè. Nên là bán mấy con heo này cũng dễ thương.
Dylan đi đâu à? Thì mình đi kiếm Dylan. Rồi cũng có bán xà bông bình thường như là những cái siêu thị khác nè các bạn. Đó, xà bông thì bán xà bông Canada thôi chứ không có xà bông nhập từ châu Á đâu. Tại vì người Canada mà đi mua xà bông châu Á để làm cái gì, mua đồ ăn châu Á thôi. Thì có bán bún nè, bánh hỏi luôn nè mọi người. À, bún, bánh hỏi, bánh canh thì là có đầy đủ hết. À, hủ tiếu nữa nè, bún gạo lứt nè, bánh tráng nữa nè, là đầy đủ hết luôn, không thiếu một chút gì hết. Thì để bây giờ mình mua một gói bún, mua một gói bún tươi để ăn. Chắc mua gói to, bún tươi miền Tây nữa nè, mua gói gì về ăn cho nó đã. Bánh đa đỏ nữa nè, đầy đủ hết nha mọi người. Là các bạn thấy mít sấy nè, bánh phồng tôm nè, là có đủ hết luôn. À, thì nãy giờ tụi mình mua cũng là khá là nhiều rồi nè. Mà để đi lấy thêm một cái số snack nữa để ăn, để ăn vặt. Nè các bạn thấy bí đao, bí đỏ nè, rồi cà pháo nè, đậu bắp nè, khổ qua, đu đủ xanh nè, bắp chuối nè nè các bạn, là có đủ hết luôn nè. Đậu rồng nữa nè các bạn. Từ lúc mà cái siêu thị này nó mở là mình mừng hết lớn luôn á. Nè, có bạc hà để nấu canh chua nữa nè. Đầy đủ không thiếu một thứ gì luôn. Hành ở đây to ghê không nè mọi người. Có bán mía nữa nè mọi người. 2 cây là 3 đô nè. Có bán cả xương sa, xương sáo nè các bạn. À. Hello Dylan đẹp trai. Rồi tất cả các loại trà từ Trung Quốc nè, rồi trà của Việt Nam, trà Nhật, trà Thái Lan thì là đủ hết luôn. Rồi trà sữa nè, tụi mình cũng làm trà sữa tại nhà, mua về làm nè. Trân châu là bán luôn. Trà râu bắp nè, trà sen, trà gừng, trà gừng, trà xanh, trà rong biển, trà ổi, khổ qua gì là có đủ hết. À, bây giờ chắc tụi mình ra tính tiền á, mua cũng nhiều rồi nè, mua ăn cho cả tuần nè mọi người. Có bán sầu riêng nữa nè mọi người. Sầu riêng thì sầu riêng đông lạnh nha, chứ không phải sầu riêng tươi, bởi vì đem qua từ Việt Nam hoặc là từ Thái Lan, Malaysia thì sầu riêng 4 đô nửa ký. Rồi có bán mít đông lạnh nữa nè, xả bầm nè, chuối sáp nè, khoai mì nè mọi người. À, chuối chiên nè, bánh da lợn, chả sống. Ồ, có bán chả sống bún mọc nữa nè đây lên. Rễ chanh mía lau, chả giò tôm cua đây lên, chả giò tôm cua, nước rau má nữa nè đây lên, nấm rôm nè, đây cái gì đây, ở đây là dừa non. Đây lên thấy cái gì cũng thèm ăn. Đây là gì đây? Có hạt sen nữa nè.